Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Liêu Hà xin mời các bạn theo dõi một bộ tiểu thuyết trinh thám nữa của tác giả Higashino Keigo. Đó là bộ Sau giờ học. Bộ tiểu thuyết trinh thám này là bộ tiểu thuyết ra mắt của nhà văn Higashino Keigo dưới góc độ là một nhà văn viết truyện trinh thám và đã được đoạt giải về chuyện trinh thám của Nhật Bản đó là giải Edogawa Rampo. Sau đây mời các bạn theo dõi. Phần 1 Thứ ba, mùng 10 tháng 9, sau giờ học, trên cao bỗng soạt một tiếng, tôi bất giác ngước lên và thấy một vật màu đen bay xa từ tầng 3, ngay trên đỉnh đầu, tôi vội lắc mình sang bên vật màu đen rơi xuống đúng chỗ tôi vừa đứng vỡ tan tành đó là một chậu phòng lữ thảo sự việc xảy ra vào giờ tan trường khi tôi đang đi dưới khu phòng học loáng thoáng tiếng piano từ đâu vọng tới trong vài giây tôi điếng người nhìn chậu cây bằng gốm thô nằm đó chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao đến khi mồ hôi dưới cánh tay chảy dài xuống cùi trò tôi mới bừng tỉnh nhảy bộ vào khu phòng học học tốc phóng lên cầu thang tới tầng ba tôi đứng thở hồn hển ở hành lang tim đập thình thịch không chỉ vì cuộc chạy mà còn vì cơn hãi hùng đã lên tới đỉnh điểm nếu mình hướng tròn cú rơi của chậu cây thì màu phong lữ thảo đỏ lòm bỗng chốc thoáng qua tâm trí chậu bay ra từ khoảng cửa đó tức là tầm phòng nào nhỉ tôi dừng chân trước phòng thí nghiệm cửa đang mở hé chừng năm phần Phẳng phất mùi hóa chất tôi đẩy mạnh cửa gió lùa hay hầy cửa sổ đề ngò rèm trắng đung đưa tôi tiếp tục đi dọc hành lang không biết đã mấy phút trôi qua từ lúc chậu hoa rơi xuống đến lúc tôi chạy lên nhưng tôi linh cảm kẻ ném chậu vẫn lần lút trong một các phòng trên hành lang này thôi cú phòng học đi hình thước thợ vừa ngoặt qua chỗ rẽ tôi bỗng khựng lại có tiếng gì rầm vọng ra từ căn phòng gắn biển lớp 11 c không chần chừ tôi số cửa nhìn vào và trông thấy năm nữ sinh đang ngồi túm tùm gần cửa sổ hí hoáy viết lách nghe động cả bọn giật mình đồng loạt quay ra nhìn tình thế buộc tôi phải lên tiếng các em đang làm gì đấy cô bé ngồi thứ hai từ ngoài vào trả lời chúng em ở câu lạc bộ văn học đang làm tập san thơ ạ dòng điều rất dứt khoát ngụ ý xin thầy đừng làm phiền các em có thấy ai vào đây không Năm cô bé nhìn nhau cùng lắc đầu Cũng không có ai đi ra ngoài hành lang à Năm cô bé lại nhìn nhau Tôi nghe thì thầm Có ai đâu nhỉ Cuối cùng cô bé vừa rồi Lại đại diện trả lời Chúng em không để ý Vậy à, cảm ơn các em Tôi quét mắt khắp phòng rồi đóng cửa đi ra Tiếng piano lại loáng thoáng vọng tới Nay giờ liên tục có tiếng piano Tuy không biết gì về nhạc cổ điển Nhưng tôi đã từng nghe bản nhạc này Duyên thấu cũng không tệ Tiếng đàn bắt nguồn từ phòng nhạc nằm cuối hành lang Dọc đường đi tôi mở lần lượt tất cả các cửa Xem có ai ở bên trong không Cuối cùng chỉ còn phòng nhạc Đến nơi tôi xô mạnh cửa Âm thanh thô bạo y như khối tung dòng chảy êm đềm Hay phá hủy một kiến trúc tuyệt đẹp Tiếng piano tắt liệm như bị bóp nghẹt Nữ sinh chơi đàn giật mình nhìn ra Tôi gặp cô bé này ở đâu rồi ấy nhỉ À phải rồi Học sinh lớp 11A Cô bé có làn da trắng bắt mắt Nhưng hiện giờ trông hơi nhạt nhạt Xin lỗi Em có thấy ai vào đây không Tôi buột miệng hỏi Đào mắt quanh phòng Mấy chiếc ghế dài xếp thành ba hàng Gần cửa sổ kế hai cây đàn organ cũ Trên tường treo chân dung Và nhà soạn nhạc nổi tiếng Có công, hơi, công hiến lớn lao cho âm nhạc Chẳng có chỗ nào để trốn cả Tôi nghĩ bụng Cô bé lắc đầu Cây đàn em đang chơi là loài dương cầm lớn ba chân trông khá cổ xưa. Vậy à? Tôi vòng ra phía sau cô bé, lại gần cửa sổ dưới sân trường. Thành viên của câu lạc bộ nào đó đang tập chạy. Bên trái phòng nhà cũng có cầu thang. Hẳn là thủ phạm đã bỏ trốn qua lối này. Thời gian thừa đủ để làm thế. Vấn đề là chỗ thủ phạm là ai. Chợt nhận ra nữ sinh chơi piano đang nhìn mình với vẻ âu lo. Tôi mỉm cười chấn an. À. Em chơi tiếp đi. Tôi muốn nán lại nghe một chút. Cô bé liền dịu nét mặt, dõi mắt và tập nhạc, cả ngón tay mềm mại nhẹ lướt, giai điệu từ từ ngân lên. Đúng rồi, nhạc Chopin, một bản nhạc nổi tiếng mà ngay cả tôi cũng biết. Vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ vừa nghe nhạc Chopin, thật là phút giây thư thái bất ngờ, nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn, nỗi muộn phiền quanh quần Năm năm trước, tôi trở thành giáo viên trường này, không phải vì tâm huyết với giáo dục cũng không phải vì ham mê gõ đầu trẻ, đơn giản là hoàn cảnh xô đầy mà thôi. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật thông tin thuộc khoa kỹ thuật một trường đại học công lập tại địa phương, tôi vào làm cho một công ty điện máy. Một trong các lý do chọn chỗ này là trụ sở chính của họ nằm ở ngay tỉnh nhà. Nhưng họ lại phân tôi sang phòng nghiên cứu ở Shinsu. May thay nội dung công việc là thiết kế phát triển hệ thống thông tin bằng cáp quang, coi như cũng đúng nguyện vọng. Tôi theo nghề được 3 năm, Năm thứ tư thì có biến Công ty xây nhà máy mới vùng Tohoku Gần như mọi nhân viên phát triển hệ thống Thông tin cáp quang đều phải truyền về đó Tất nhiên, cả tôi cũng vậy Tôi rất phân vân Vì luôn có ấn tượng Tohoku là một nơi xa xôi hẻo lánh Có khi phải sống mãn đời Ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy cũng nệt Câu nói nửa đùa nửa thật của đồng nghiệp đàn anh Khiến tôi dùng mình Tôi bắt đầu nghĩ tới việc chuyển chỗ làm Xin sang công ty khác Thì công chức nhà nước hai ngà đều gian nan đăng đình tặc lưỡi chọn tohoku cho xong thì mẹ khuyên tôi đi dạy bảo rằng đằng nào hồi đại học cũng từng thi lấy chứng chỉ giáo viên toán rồi không nên bỏ uổng tất nhiên thật tâm mẹ chỉ muốn con mình khỏi phải lặn lội tới nơi đèo heo hút gió như tohoku mà thôi và thực tế thì lương giáo viên cũng không đến nỗi tệ so với mặt bằng thu nhập lúc bấy giờ ngặt nỗi thì tuyển giáo viên cũng chẳng dễ dàng gì thấy tôi băn khoăn Mẹ lại bảo trường cấp 3 dân lập thì mẹ xoay sở được. Vì cha tôi thùa sinh thời, quen biết khá nhiều bên hiệp hội các trường từ Về nghề giáo, tôi không đặc biệt thích, xong cũng không quá ghét. Lại thêm không đam mê công việc gì đến mức phải khước từ lời khuyên nhiệt tình của mẹ. Rốt cuộc tôi quyết định vâng lời. Bùng bảo già cứ làm thử vài ba năm xem sao. Tháng 3 năm sau tôi chính thức nhận quyết định tuyển dụng. Nơi làm việc mới của tôi có tên là Trường Phổ thông Trung học Dân lập Nữ sinh Saika. Xuống tàu ở ga S Đi bộ chừng 5 phút là tới nơi Trường tọa lạc ở vị trí khá khó tà Xung quanh có công sở, khu dân cư Và cả đồng ruộng Mỗi khối có 360 học sinh Chia làm 8 lớp Mỗi lớp 45 em Trường đã thành lập được 20 năm Tỷ lệ đỗ đại học khá cao Được coi là một trong các trường cấp 3 hàng đầu của tỉnh Nghe tôi kể sẽ làm giáo viên ở đây Người quen đều chúc mừng Là xin được vào chỗ tốt Tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty và chính thức đứng lớp từ tháng 4. Tôi vẫn nhớ như in buổi dạy đầu tiên ở uh, khối 10. Tôi tự giới thiệu mình là nhận việc ở đây cũng chân ướt chân giáo giống các em thôi. Sau hôm ấy, tôi không còn tự tin về công việc giảng dạy, không phải vì làm gì sai hay gặp khó khăn khi tương tác, mà vì mất tự nhiên trước ánh mắt học trò. Tôi không thuộc rằng thích được chú ý, thậm chí chỉ ưa trốn sau lưng người khác Nghề giáo lại không chấp nhận tác phong như vậy Từng lời nói, từng cử chỉ của giáo viên Đều là cái đích để học trò nhìn vào Tôi phát nhột nhạt vì cảm giác Cả trăm con mắt xăm soi khi lên lớp Mai đến hai năm gần đây Tôi mới quen được Không phải do thần kinh vững vàng hơn Mà do nhận ra học sinh không để ý nhiều Tới giáo viên như mình tưởng Tuy nhiên tôi vẫn chưa thấu hiểu tâm lý của chúng Tôi liên tục bị bất ngờ Lúc tưởng học sinh đã lớn thì hóa ra chúng vẫn trẻ con, Lúc nghĩ còn trẻ con Thì chúng lại gây ra đủ chuyện mà người lớn cũng không dám Trước khi nào tôi đoán đúng hành vi của học trò mình Tình trạng này tồn tại ngay từ năm đầu tiên Và vẫn sai rằng tới tận năm nay Năm thứ năm Không chỉ học trò mà ngay giáo viên cũng khiến tôi khó nắm bắt Trong mắt một kẻ chuyên ngành như tôi Thì họ là những sinh vật rất lạ lùng Suốt ngày quát tháo vô nghĩa Chỉ để chấn áp học trò Kiểm tra trang phục đầu tóc Mà cũng quắc mắt lên Tại sao lại phải tiêu cực như thế chứ? Tóm tắt cảm tưởng sau 5 năm công tác, trường học là nơi tập hợp quá nhiều điều khó hiểu. Tuy nhiên, gần đây lại nổi lên một điều sáng rõ, có kẻ đang muốn sát hại tôi. Tôi nhận ra vào buổi sáng cách đây 3 hôm, sau khi bật khỏi toa tàu chật nick tôi đang theo dòng người cuồn cuộn nhích đi ở mép sân ga S, thì bị đẩy mạnh. Quá bất ngờ, tôi mất đà bước chạch ra ngoài, đến một gang tay. Lúc ấy, lại được lấy lại được thăng bằng thì chân đã sát rìa sân chỉ chút xíu nữa thôi tầm chục phần thôi là đã ngã xuống đường say nguy hiểm quá ai đẩy mình thế nhỉ ý nghĩ chớp nhoáng làm tôi run bắn cùng lúc đoàn tàu tốc hành lao vụt qua chỗ ở đường say mà tôi suýt ngã xuống chắc chắn là có kẻ cố tình đẩy tôi hắn tính toán thời điểm đợi tôi sơ ý nhưng mà là ai chứ làm sao tìm được thủ phạm trong biển người đông đúc này đây Lần thứ hai tôi nhận ra ý định sát hại là hôm qua. Câu lạc bộ bơi lội nghỉ tập, nên tôi ra bể làm vài vòng một mình. Tôi rất thích bơi. Được khoảng 3 vòng 50 mét thì lên bờ. Vì còn phải tập với câu lạc bộ bắn cùng, nên tôi không muốn bơi nhiều, sợ mệt. Kết thúc bằng vài động tác thể dục bên bể bơi nắng trói chang. Tôi vào phòng tắm. Tùy đã tháng 9, nhưng mấy hôm nay trời vẫn oi bức. Không còn gì sàng khoái hơn là làn nước vòi sen mát rượi. Tắm xong và tắt nước tôi mới nhận ra nó Rồi cách chỗ tôi đứng tầm một mét À không Phòng tắm ngập tới mắt cá chân Nên phải nói là nó chìm cách chỗ tôi đứng tầm một mét Trông giống một chiếc hộp nhỏ màu trắng To bằng nắm tay Tôi ghé sát lại xem là cái gì Và lập tức bổ nhào ra khỏi phòng tắm Đó là ổ cắm điện gia dụng 100V Phần giống chiếc hộp chính là ổ chấu Phích thì đang cắm vào ổ điện trên tường phòng thay đồ Tất nhiên, tôi không thấy vật này trước khi ra bể bơi nghĩa là trong lúc tôi bơi ai đó đã rằng bẫy để làm gì chứ câu trả lời quá rõ ràng để tôi chết vì bị giật điện nhưng tại sao tôi bình yên vô sự nghi nghi hoặc hoặc chạy ra xem cầu sao đúng như tôi dự đoán áp mát đã sập dòng điện sinh ra trong môi trường nước quá lớn gây quá tài cầu sao chứ nếu cầu sao có công suất cao hơn thì nghĩ tới đây tôi nghe sống lưng lạnh buốt và lần thứ ba Chính là chậu phong lữ thảo ban nãy Cho tới lúc này tôi đã may mắn thoát chết ba lần Nhưng vận may sẽ kéo dài bao lâu đây Một lúc nào đó Kẻ thù ác hẳn sẽ thẳng tay hơn Tôi phải mau chóng tìm ra hắn Nghi phạm là cả một tập thể Mang tên trường học Một tập thể toàn những thành phần bí hiểm Các bạn đang nghe chuyện trên website là khốc com các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc nhé. Phần thứ hai. Thứ tư, ngày 11 tháng 9, tiết đầu tôi có giờ ở lớp 12C. Đây là lớp của các học sinh xét thi đại học sang học kỳ 2. Lớp nào định tốt nghiệp đi làm ngay thì không khí sẽ nhộn nhạo bồn chồn. Lớp thi đại học thì chăm chú nghe giảng hơn. Tôi mở cửa, tiếng số ghế rào rào vài giây sau ai nấy về chỗ của mình cả lớp nghiêm lớp trưởng hồ to một loạt áo trắng đứng thẳng tắp chào thầy sau khi ngồi xuống lớp học lại lao xào một lúc tôi lập tức mở sách có những giáo viên hay nói chuyện phiếm trước khi giảng bài nhưng tôi không bắt trước nổi giảng theo giáo án đã đủ cực nhọc rồi sao lại đi rông dài cả những đề tài không cần thiết nhỉ nói trước mấy chục người mà không thấy mệt đúng là một tài năng chúng ta bắt đầu từ trang 52 Tôi cất giọng khô khát Học trò đã hiểu tôi là người thế nào Nên cũng không kỳ vọng gì Chúng thường lén gọi tôi bằng biệt danh Cái máy rút gọn từ Cái máy dạy học Vì tôi không bao giờ lan man những chuyện ngoài lề môn toán Tay trái cầm sách Tay phải cầm phấn Tôi bắt đầu giảng Hàm lượng giác, vị phân, tích phân Chẳng biết có vào tài học sinh hết không Ai nấy gật cù nghe Miệt mài ghi Nhưng chưa chắc đã hiểu bài Mỗi lần kiểm tra tôi lại thấy như bị lừa Một phần ba lớp học Một phần ba giờ học đã trôi qua Cửa cuối lớp đột nhiên mở ra Cả lớp quay lại nhìn Tôi đang viết cũng dừng phấn nhìn theo Takahara Yoko tiến vào lớp Bình thản bước đi giữa ánh nhìn của các bạn Mặt chỉ dõi về Phía bàn của mình ở góc trong cùng bên trái Tất nhiên không nhìn tôi Tiếng giày vang vòng trong bầu không khí Yên ắng của lớp học Tiếp theo là cách lấy tích phân không xác định bằng phương pháp hoán vị. Chờ cho Yoko ngồi vào bàn, tôi tiếp tục sang bài. Rõ ràng là bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Yoko bị đình chỉ học 3 ngày, nghe nói vì hút thuốc. Cụ thể thế nào tôi không rõ. Hà xe giáo viên chủ nhiệm lớp 12C cho biết hôm nay là buổi đi học lại đầu tiên của em. Trước khi vào tiết 1, cũng chính Hà xe đã báo với tôi. Bạn nãy điểm danh thì Yoko chưa tới, chắc lại nghỉ học không phép đây. Nếu học sinh này vào muộn giờ của thầy Thầy cứ mắng cho một trận Tôi không quen mắng Tôi nói thật lòng Thầy đừng nói thế Cứ mắng cho một trận Mà thầy là chủ nhiệm của Yoko Hồi lớp 11 đúng không Vâng Vậy thì cứ mắng đi Được rồi Đạp lấy lệ thôi Chứ tôi không có ý định làm theo lời ha Tất nhiên Lý do như đã nói Tôi không quen mắng học trò Ngoài ra còn lý do khác đáng kể hơn Takahara Yoko là nữ sinh mà tôi rất ngán Đúng là năm ngoái Dù cô học lớp 11B do tôi chủ nhiệm Hồi đó dù cô chưa phải học sinh Cá biệt như bây giờ Dù rằng phát triển hơn các bạn Cả về tinh thần lẫn thể chất Chuyện xảy ra hồi tháng 3 năm này Sau lễ bế giảng năm học Thầy hãy tới lớp 11B Lúc quay lại làm bàn làm việc Đình thu giòn ra về Tôi thấy trên cặp mình là mảnh giấy ghi lời nhắn như vậy Mảnh giấy không để tên Nét chữ rất nắn nót không đoán ra ai có việc gì mà gọi mình Tôi ngờ vực đi theo hành lang vắng tành Đến phòng 11B Chờ tôi ở đó chính là Yoko Đứng dựa vào bàn trên bục giảng Mặt quay ra cửa Em tìm tôi à Yoko Tôi hỏi Yoko chỉ gật đầu Nét mặt kín bừng Vì sao Em thắc mắc về điểm toán hả Tuy hơi gượng cạo tôi vẫn cố nói đùa một câu Yoko phớt lờ câu đùa của tôi Em có việc muốn nhờ thầy Rút lời cô bé chia tay phải đưa cho tôi một thứ màu trắng Là phong bì Cái gì vậy? Thư à? Không phải, thầy xem bên trong ấy Tôi mở phong bì và thấy tấm giấy giống như vé tàu Rút ra xem Quả nhiên là vé tàu tốc hành xuất phát Lúc 9 giờ ngày 25 tháng 3 Điểm đến là Nagano Em đi Shinshu Và muốn thầy đi cùng Shinshu á? Còn ai nữa không? Không ai cả, chỉ hai người thôi Yoko trả lời thản nhiên, như đang nói chuyện phiếm, nhưng nét mặt nghiêm trọng đến mức tôi phải trột dạ. lạ nhỉ? Tôi cố ra vẻ thản nhiên. Tại sao lại là tôi chứ? Sao nhỉ? Em cũng không biết. Tại sao em lại đi xin su?" Dạ thì em muốn thế mà thôi. Thầy sẽ đi cùng em phải không? Trước câu nói ngang ngược của Yoko, tôi lắc đầu. Tại sao chứ? Yoko ngỡ ngàng. Trường quy định không được làm như thế với riêng học sinh nào. Về riêng một phụ nữ thì sao Hả Tôi bất ngờ lúng túng nhìn Yoko Thôi không sao Ngày 25 tháng 3 Em chờ thầy ở ga mở Không tôi không đi được Thầy nhớ đến Em chờ Không đợi tôi nói tiếp Yoko quay qua bước đi Đến cửa thì dừng chân ngoái đầu lại Thầy mà không tới Em sẽ hận thầy suốt đời Nói xong cô bé đột ngột vùng chay ra hành lang Tôi đứng chơi chọi ở bục sàng Tay vẫn cầm phong bì đựng vé tàu từ hôm đó tới trước 25 tháng 3 Tôi thường xuyên rơi vào trạng thái băn khoăn Tất nhiên tôi không định đi du lịch với Yoko Mà chỉ băn khoăn là hôm ấy nên cư xử thế nào Mặc kệ Yoko chờ Hay ra gà rồi thuyết phục cô bé Với tính khí của Yoko Tôi không cho là mình thuyết phục được Nên quyết định mặc kệ Đợi cả tiếng cũng chán mà bỏ về thôi Tôi tặc lưỡi nghĩ Tuy nhiên đến 25 tháng 3 Mới sang ra tôi đã buồn trồn Lát lát lại liếc đồng hồ Khi kim giờ nhích qua số 9 Tự nhiên tôi thở dài Thật là một ngày đẳng đẵng Khoảng 8 giờ tối hôm đó điện thoại đổ chuông Tôi nhấc máy maijima đây Đầu dây bên kia lặng ngắt Trực giác mách bảo có người gọi là Yoko Yoko phải không Em chờ suốt từ sáng tới giờ này à Vẫn lặng ngắt Muốn nói lắm mà phải cắn chặt môi để kiềm chế Tự dưng hình ảnh ấy hiện ra Trong tâm trí tôi không lên tiếng thì tôi dập máy đấy Không lời hồi đáp Tôi bèn đặt ống nghe xuống Cảm giác chịu nặng trong tim Hết kỳ nghỉ xuân Yoko lên lớp cuối cấp Suốt một thời gian dài tôi tránh mặt cô bé Khi gặp nhau ở hành lang Tôi quay đầu đi hướng khác Còn trong giờ học tôi gắng sức không nhìn về phía Yoko Gần đây tôi không căng thẳng lần trốn nữa Nhưng gặp mặt thì vẫn ngại Thêm nữa cũng chính từ dạo đó Yoko bắt đầu bị nhà trường để ý về ăn mặc và tác phong hàng ngày, chuyện này cũng khiến tôi dày dứt. Rốt cuộc tôi tiếp tục giảng bài cho xong mà không đả động một lời về chuyện đi muộn. Chẳng ai thấy như thế là lạ, vì thi thoảng cũng có học sinh đi muộn và tôi chưa nhắc nhở bao giờ. Trở về phòng giáo vụ tôi kể lại tình hình với Hà Sẻ, anh ta nhíu mày lão bảo: "Tệ ghê, chịu phạt xong ngay đầu tiên quay lại lớp đã đi muộn, coi thường nhà trường quá mức, trường hợp này phải khiển trách nghiêm khắc, được rồi." Giờ nghỉ trưa tôi sẽ gọi em ấy ra nói chuyện Hà vừa nói Vừa lau mồ hôi trên chóp mũi Chỉ hơn tôi 2-3 tuổi Nhưng trông anh ta già hơn tôi nhiều Có lẽ do mái tóc hơi bạc Và tặng người mập mạc Murahashi đang ngồi bên cạnh Bỗng sen vào Takahara Yoko đi học lại rồi à Người đàn ông này lúc nào cũng nói năng kiểu ẩn ý Loại người tôi rất ghét Tôi khẽ gật đầu Vâng Anh ta liền sổ ra Thật khó chịu Đi làm gì chứ Trường lớp không dành cho hạng sâu bọ ấy Nó không hiểu hay sao Đình chỉ ba ngày Là nhẹ đấy Cần phạt nó một tuần Không Một tháng mới đủ Mà một tháng cũng vô ích Anh ta khẽ đầy gọng kính vàng trên sống mũi Sâu bọ Mặt dệt Rác rười Tuy chẳng phải anh hùng đấu tranh cho chính nghĩa Xong lúc nào tôi cũng thấy khó chịu về cách dùng từ Của Murahashi Hồi lớp 11 em ấy không tệ như vậy đâu. Có những học sinh chọn thời điểm để hư hỏng, một dạng trốn chạy, mà phụ huynh cũng sợ, không sâu sát con cái tới nơi tới trốn. Bố nó làm gì? Nghe đầu làm chức to, ở công ty bánh kẹo ca. Tôi nhìn sang HC để xác nhận, anh ta gật đầu. Đúng, Murahashi liền cao mặt như vỡ lẽ. Hừm, trường hợp này nhiều lắm, bố lù bù công việc, nên không ngó ngàng tới việc giáo dục. Bù lại, thì lại xùy ra thật nhiều tiền tiêu vặt đó là môi trường dễ làm con cái hư học nhất vâng murahashi là trưởng ban quản lý học sinh người nghe trường đầy kinh nghiệm như thế lại đang thao thao tự đắc nên tôi và hase chỉ còn nước ngồi nghe và phụ họa tuy nhiên đúng là bố yoko vô cùng bận rộn nếu tôi nhớ không nhầm mẹ cô bé mất cách đây ba năm mọi việc trong nhà đều giao cho người giúp việc bố cũng hiếm khi về tôi nhớ là khi kể chuyện này Yoko không hề tỏ ra phiền muộn Dù có thể trong lòng rất buồn Mẹ nó thì sao Murahashi hỏi và Hase trả lời Anh ta còn biết cả nguyên nhân mẹ Yoko mất Là do ung thư dạ dày Không còn mẹ Thế thì hỏng, chồng mong gì được nữa Murahashi lúc lắc đầu rồi đứng dậy Đúng lúc đó có tiếng chuồng báo hiệu tiết hài Tôi và Hase cùng quay về bàn Sửa soạn một chút Rồi ra khỏi phòng giáo vụ Đi dọc hành lang Hase và tôi trao đổi với nhau Thầy Murahashi nghiêm khắc quá Công tác ở ban quản lý học sinh mà Tôi đáp cho qua chuyện Ừ đúng là thế Thật ra về vụ Yoko Em ấy bị bắt quả tang hút thuốc trong nhà vệ sinh Người bắt quả tang chính là thầy Murahashi Hả? Thầy Murahashi à? Giờ tôi mới biết Thảo nào anh ta mặt sát Yoko ghê thế Lúc thảo luận về hình thức kỷ luật Thầy đề xuất đình chỉ một tuần nhưng cuối cùng chốt lại ba ngày theo quyết định của hiệu trưởng. ra dạ vậy. Dù cô đúng là học sinh cá biệt, nhưng cũng đáng thương. Tôi nghe một em kể, yoko bắt đầu thay đổi từ hồi cuối tháng 3. Cuối tháng 3? Tôi sững người. Đó chính là thời điểm Yoko Dù tôi đi du lịch xin xù Chắc thầy cũng biết Từ ngày mẹ Yoko mất Ăn ở sinh hoạt của cô bé Đều do chị giúp việc thân tình lo liệu Đến tháng 3 vừa rồi chị ta nghỉ Thay vào đó là một cô giúp việc trẻ chỉ thế thôi thì không sao. Vấn đề là ông bố cố tình ép chị giúp việc cũ nghỉ để thuê cô mới. Tôi đoán đây chính là nguyên nhân khuấy đào tâm lý Yoko. Thế à, ra vậy. Hạ xe đi rồi gương mặt hiếu thắng của Yoko bất giác thoáng qua tâm trí tôi. Càng đơn thuần thì càng dễ kích động khi tuyệt vọng. Tôi không giỏi nắm bắt tâm lý học sinh. Nhưng đúng là có nhiều em vì chán trường mà thành ra buông thả. Tự dưng tôi lại nhớ lời mời đi xin xu của Yoko. Có thể Yoko cô hẫng hụt vì sự xáo trộn trong gia đình và quyết định đi chơi cho khuây khỏa. Tôi biết, dù cô không định nhờ tôi khuyên nhủ điều gì, có thể cô bé cần một người nghe mình giải bày những nỗi niềm trộn rộn mà thôi. Nhưng tôi không đi, thậm chí không buồn để tâm đến mục đích phía sau lời mời. Tôi nhớ lại giờ học đầu tiên ở lớp 12 của Yoko. Khi tò mò nhìn về phía cô bé, đúng lúc Yoko cũng ngẩng mặt lên. Mắt chúng tôi giao nhau. Tôi vẫn chưa quên ánh mắt ấy. Ánh mắt như xoáy vào tôi Thầy sao thế à? Trông bơ phở quá đang, đang đi ngang qua dãy phòng của khối 12 Tôi chợt nghe có tiếng bắt chuyện phía sau Cái kiểu ăn nói này thì chỉ có thể là kê hoặc Kanae nè Ngoài đầu nhìn lại, quả nhiên là kê đang đi về phía tôi Thầy cách nhau với vợ à? Chồng em vui nhỉ? Chẳng có gì vui rất tệ là đằng khác Thầy Tokita lại hạch hỏi em về cái này Kê nhún vai đưa tay nhón vài sợi tóc mái tóc bồng bềnh rất là nữ tính mặc dù nhà trường cấm uốn sấy em đã giải thích là xoăn tự nhiên mà thầy tokita không tin tokita là giáo viên chủ nhiệm lớp kề dạy lịch sử tin sao được hồi lớp 10 em để tóc ôm mà gớm ừ, mấy thầy cứng nhắc thế nhỉ phải thông cảm với học sinh chứ dạo này em không trang điểm nữa à à em bỏ rồi tại hơi nổi quá hồi nghỉ hè kê thường trang điểm khi đến tập ở câu lạc bộ bắn cùng Kê còn nói nước da dám nắng rất hợp với son màu cam. Kê, tên đầy đủ là Sugita Keiko, học sinh lớp 12B, chủ tịch câu lạc bộ bắn cùng, năm nay lột xác hẳn ra. Lên lớp 12, học sinh nhìn chung trông khá người lớn. Kê còn thuộc loài đặc biệt nổi trội nữa. Cô bé cũng là một học sinh khiến tôi ngại tiếp xúc. Nhất là sau đợt tập huấn toàn trường đó, như một phản xạ, tôi luôn tránh ánh mắt cô bé. Chẳng hiểu Kê nghĩ gì mà không bao giờ đã động tới, y như thế chưa có chuyện gì xảy ra. Hay với cô bé chuyện ấy không hề đáng kể Hôm nay thầy có tập không? Kê nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc Thời gian gần đây tôi khá trành màng Việc tập tành cho học sinh Lại cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm Nên cứ tan trường là cố về nhà sớm Tất nhiên không thể thu thật với Kê được Xin lỗi hôm nay tôi bận Nhà em đốc thúc các bạn giúp nhé Chán quá Em đã báo với thầy là mấy đứa lớp 10 đang bắn sai từ thế rồi mà Ngày mai thì sao Ừ mai chắc được Thầy nhớ đến đấy Nói đoàn kề quay quát đi Tôi nhìn theo cô bé Có cảm giác sự việc hồi tập huấn không thật chút nào Trường nước sinh CK Có 12 câu lạc bộ ngoại khóa Khuyến khích học sinh tham gia Và hỗ trợ học sinh hết mình Để đáp lại Các câu lạc bộ đều hoạt động sôi nổi Nhất là bóng rổ và bóng truyền Hàng năm có 2 đến 3 môn đạt thành tích tốt Trong giải đấu cấp tỉnh Phong trào mạnh mẽ là thế Nhưng cho tới năm ngoái Nhà trường vẫn cấm ngặt các câu lạc bộ nữ sinh tập huấn, lý do đơn giản là không muốn để con gái mới lớn qua đêm bên ngoài. Thông lệ này rất khó phá vỡ. Năm nào cũng lác đác đề xuất thử nghiệm, nhưng đều không thành hiện thực. Thế rồi có người gợi ý tổng tập huấn, nghĩa là nếu từng câu lạc bộ không thể tập huấn riêng rẽ, thì tổ chức chung cho cả trường, từ đó lên phương án nghỉ trọ và sinh hoạt phù hợp. Các cố vấn cũng đi, nên việc giám sát sẽ lớp lang hơn. Đi đồng lại tiết kiệm chi phí nữa. Tuy còn ý kiến phản đối Nhưng rốt cuộc Đợt tập huấn toàn trường đầu tiên đã diễn ra vào năm ngoái Tôi tham gia với tư cách cố vấn câu lạc bộ bắn cùng Chuyên đi thành công ngoài mong đợi Phản ứng của học sinh rất tích cực Nên nhà trường quyết định sẽ duy trì hoạt động này Hè năm này diễn ra đợt tập huấn toàn trường lần thứ hai Cũng như năm ngoái Địa điểm là trung tâm thể thao giải trí của tỉnh Thời gian là một tuần Lịch sinh hoạt hàng ngày như sau 6 giờ 30 ngủ dậy 7 giờ ăn sáng 8 giờ đến 12 giờ luyện tập 12 giờ ăn trưa, 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 lại luyện tập, 16 giờ 30 ăn tối, 22 giờ 30 tắt đèn đi ngủ. Lịch trình khá căng nhưng mỗi câu lạc bộ có thể linh hoạt phân bổ giờ giải lao. Thời gian tự do cũng nhiều nên học sinh hầu như không phàn nàn gì. Đặc biệt sau bữa tối, tới trước khi đi ngủ là khoảng thời gian mong đợi của các cô bé. Hẳn là cách sinh hoạt này khiến chúng cảm thấy thân thiết và gắn bó với nhau hơn là khi chỉ học cùng ở trường Tôi thì chủ yếu là đọc sách và xem TV để giết thời gian. Mỗi tối cô dành ra một lúc họp rút kinh nghiệm. Chuyện đó xảy ra vào buổi tối của ngày thứ ba. Do đợt tập huấn đã trôi đi phân nửa, nên tôi ngồi nhà ăn, xem xét số liệu về sự tiến bộ của các thành viên và giả soát kế hoạch rèn luyện cho mấy ngày còn lại. Lúc ấy là khoảng 11 giờ đêm, nửa tiếng sau khi tắt đèn, nhà ăn với sức chứa cả trăm người không còn một ai. Bàn cùng là môn thể thao mà thành tích thể hiện rất rõ qua điểm số kiểm tra điểm số hàng ngày là cách nhanh nhất để theo dõi sự tiến bộ do vậy tôi định sẽ vẽ biểu đồ về sự thay đổi điểm số trong 3 ngày qua và sáng hôm sau sẽ cho học trò xem kết quả đó làm được một lúc tự dưng ngờ ngợ tôi nhìn lên thì thấy kê đang đứng bên kia bàn thầy cần cù quá vẫn cách nói hơi sắc nhưng lần này không ngụ ý châm chọc như mọi khi tắt đèn rồi đấy em không ngủ được à vâng không được kê ngồi xuống cạnh tôi trông khá gợi cảm trong chiếc áo hai giây và quần đùi thể thao. Ồ, thầy đang xem kết quả luyện tập à? Kê nhìn xuống trang vở. Kết quả của em... À, đây rồi. Bình thường quá nhỉ. Phong độ xa sút nhất thời gian gần đây. Em hay mất thăng bằng. Được cái thời điểm bắn rất chính xác. Rồi sẽ cải thiện được thôi. Kanae và Hiroko cũng không tiến bộ. Tư thế họ tốt vậy mà. Các em ấy bắn chưa chủ động. Hơi phụ thuộc vào cung. Nói thẳng là lực bắn còn yếu. Tóm lại là phải luyện tập thêm đúng rồi. rút lời tôi cầm bút chì trở lại với đống điểm số. kê không có ý định quay về, cứ ngồi chống cằm đấy, mặt dán vào vờ. em không ngủ à? tôi lặp lại câu hỏi ban nãy. ngủ không đủ giấc, ban ngày trời nóng sẽ mệt lắm đấy. kê phất lờ chỉ hỏi. thầy uống nước ngọt không? rồi đứng dậy tới máy bán hàng tự động mua hai lon nước. khi quay lại ngồi xuống, cặp đôi chân vắt lên nhau một cách táo bạo. tôi nhìn đi chỗ khác, tay thì luồn vào túi tìm ví. Không cần, có lò nước ngọt thôi mà Em mời Không được, con ăn bám bố mẹ đấy Tôi rút trong ví hai đồng xu 100 yên Đặt trước mặt kề Cô bé liếc qua nhưng không đưa tay lấy Thầy này, thầy có lo cho vợ ở nhà không? Cây hỏi một câu chẳng ăn nhập gì Đã mở nắp và đang uống giờ lon nước Tôi suýt sặc Em nói cái gì thế? Em hỏi nghiêm túc đấy, thế nào à Hỏi khó Không lo, nhưng cũng nhớ đúng không ạ? À? Nhớ cái gì có phải mới cưới đâu không nhớ thế thầy có buồn không Nào Thầy nói thật đi đúng không ạ Em say rồi à? Em mò rượu ở đâu đấy Có hơi men thật này Tôi làm bộ ghé sát Ghé mũi sát mặt cây để nghỉ Người Cô bé không hề cười Ngược lại còn nhìn chằm chằm vào mắt tôi Trước ánh mắt nghiêm túc đó Thần kinh tôi như tê liệt Người cứng lại Không cử động được Chúng tôi nhìn nhau khoảng 2-3 phút Hoặc 2-3 giây gì đó Nói một cách văn hòa Là thời gian như ngừng trôi Tôi không nhớ rõ kề nhắm mắt trước hay tôi chạm vai em trước. Nhưng chúng tôi đã kề mặt lại một cách tự nhiên và lẽ tất yếu là môi áp môi. Tôi bình tĩnh đến mức bản thân còn ngạc nhiên. Chỉ mài nghe ngóng xem liệu có ai bất chợt bước vào không. Tôi nghĩ kề cũng không hề căng thẳng. Bằng chứng là môi em rất ướt. Tôi phải xin lỗi em. Tôi nói khi rời môi kề, tay vẫn đặt lên vai em. Cảm nhận được làn da trần mặc áo hai giây đang dịn mồ hôi. Tại sao thầy phải xin lỗi chứ Cây nhìn tôi Có gì xấu đâu Tôi không hiểu sao mình lại làm thế Bởi vì mình có thích con bé này đâu cơ chứ Phải không Không phải Tôi lúng búng trong miệng Thế thì là cái gì Tôi cảm thấy mình đã phá vỡ một quy tắc ngầm Không đâu Cây phản bác Vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi Hồi nào tới giờ em đều không để quy tắc ràng buộc mình Em quả là mạnh mẽ Buông tay khỏi vai cây Tôi uống một hơi hết lon nước cổ họng đã khô sang từ lúc nào ngoài hành lang chật vang vòng tiếng bước chân dép lê loẹt quẹt thỉnh thoảng nghe chồng lên nhau ít nhất hai người đang đi tới chúng tôi vừa ngồi tách hẳn ra thì cửa nhà ăn giật mở hai người đàn ông xuất hiện tưởng ai hóa ra là thầy Masemima người cao hơn cất tiếng đó là Take cố vấn câu lạc bộ điền kinh người còn lại là Murahashi tuy không phụ trách câu lạc bộ nào nhưng giữ nhiệm vụ giám sát chung quanh nên phải tham gia chuyến đi kê cổ cũng ở đây à chắc là hai thầy trò đang thảo luận nội dung luyện tập hả à? vất vả quá tại kê nhìn xuống biểu đồ trên cuốn vở đang mở trước mặt chúng tôi còn hai thầy đi tuần à tôi hỏi hai người nhìn nhau cười đại loại thế sau khi quét mắt một vòng quanh nhà ăn họ đi ra bằng lối cửa vừa bước vào kê nhìn theo họ một lúc rồi quay sang tôi nờ nụ cười thường lệ hỏng hết cả không khí thôi đi ngủ chứ vâng kê gật đầu đứng dậy Tôi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn khi chia tay ở cửa nhà ăn, cô bé ghé vào tai tôi. Hẹn thầy lần sau nhé. Hả? Tôi quay sang nhìn Kề, cô bé không nhắc lại mà cố tình nói lớn, "Chúc thầy ngủ ngon." rồi bỏ đi theo hướng khác. Giờ tập hôm sau, tôi tránh mặt Kề, một phần ngại, một phần xấu hổ vì hành vi không thích hợp của mình. Kề vẫn cư xử với tôi bình thường, ngay cách nói hơi nghiêm trang lúc báo cáo sĩ số cũng y như mọi khi. Miyazaka Emi khối 10 không khỏe nên xin nghỉ còn lại đi đủ không khỏe em ấy có sao không bị cảm mà tôi càng hỏi cây nhuyễn cười đầy ẩn ý khi một cô gái bảo không khỏe thì thầy phải đoán được là tại sao chứ vẫn cách nói sắc hàng ngày từ bấy đến nay cây không đả động một lời về sự kiện đêm đó đến nỗi tôi đâm nghi là chỉ còn mình bận lòng mà thôi một người đàn ông trưởng thành lại cứ dây dứt khôn nguôi vì câu hẹn thầy lần sau của một cô bé kém mình đến mười mấy tuổi gương mặt cây hiện ra trước mắt tôi lúc thì tỉnh táo lúc lại quyến rũ mình phải cẩn thận tôi tự nhủ